Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ thi công giải phóng mặt bằng quốc lộ ven biển và làm việc với huyện Nghi Xuân về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lễ tưởng niệm lần thứ 198 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du. Huyện Nghi Xuân tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch đô thị thương mại vùng biển Nghi Xuân Lộc Hà. Thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 3 xã Cương Gián, Xuân Trường, Xuân Hội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9. Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân. Tuổi trẻ toàn huyện hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2018. Hội người mù trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người khiếm thị. Huyện Nghi Xuân tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa trong dịp Tết Trung Thu. Phóng sự tính đời thường và nhân văn tại hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2018. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Sáng ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh kiểm tra tiến độ thi công giải phóng mặt bằng quốc lộ ven biển và làm việc với huyện Nghi Xuân về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng đi có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các sở ngành, lãnh đạo huyện tham gia buổi làm việc có Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện và các ban ngành cấp huyện. Trước khi bước vào buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã thực địa kiểm tra hiện trường thi công giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội Thạch Khê Vũng Áng, tham quan mô hình sản xuất tôm giống công nghệ cao của công ty cổ phần thủy sản Thông Thuận và mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao Israel của trang trại ông Lê Văn Bình, xã Xuân Mỹ. Hiện nay dự án nâng cấp tuyến ven biển cơ bản được triển khai theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, hiện đang còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Cụ thể, đoạn qua huyện Nghi Xuân dài 24,8 km hiện đang vướng mặt bằng tại các điểm qua xã Xuân Trường, Xuân Đan, Xuân Hải, Xuân Yên. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền cho người dân về các chủ trương chính sách đền bù, giải quyết vướng mắc về hồ sơ thủ tục, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các đơn vị thi công, yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Khi được tỉnh phê duyệt, huyện Nghi Xuân đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn. Đến cuối năm 2017 đã có 14 trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện còn 3 xã Xuân Hội, Cương Gián, Xuân Trường, phong trào có bước chuyển biến mạnh mẽ, người dân tích cực vào cuộc, đã hoàn thành 20 trên 20 tiêu chí. Các tiêu chí huyện đạt nông thôn mới được rà soát, đánh giá và lên kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đạt 5 trên 9 tiêu chí, 3 tiêu chí cơ bản đạt, gồm điện, y tế, văn hóa giáo dục, môi trường và một tiêu chí chưa đạt là giao thông. Mặc dù quyết tâm chính trị rất cao, nhân dân đồng thuận, nhưng để đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Nghi Xuân đang còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất không có nhu cầu bố trí tái định cư, các dự án thuộc khu đất tái định cư Xuân An. Ưu tiên bố trí và phân bố vốn cho các công trình đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và các công trình đang thi công dở dang, hỗ trợ hoặc cho Ủy ban nhân dân huyện tạm ứng nguồn để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý với Nghi Xuân một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ ruộng bỏ hoang cao, năng suất sản xuất theo chuỗi giá trị còn thấp, huyện cần chủ động hơn trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Nghi Xuân tiếp tục tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo và huy động tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất và bền vững. Hoàn thành các tiêu chí và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.
các sở ngành liên quan hỗ trợ địa phương thực hiện các thủ tục soát xét thẩm định các tiêu chí theo lộ trình đề ra. Sáng ngày 19 tháng 9, tại khu lưu niệm Nguyễn Du, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân cùng phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 198 năm ngày mất danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Hà Văn Thạch, đại diện ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng dự. Lãnh đạo huyện tham gia có Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trần Báo Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các phòng ban, con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Lễ tưởng niệm nhằm tưởng nhớ công lao đóng góp của Đại thi hào đối với nền văn học Việt Nam, thể hiện tấm lòng trân trọng của cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh đối với những tác phẩm của Nguyễn Du, đặc biệt là kiệt tác truyện Kiều, góp phần quảng bá, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa truyền thống. Thời gian qua, huyện Nghi Xuân đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá và triển khai một số chương trình dự án quan trọng, góp phần xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du và đưa khu di tích Nguyễn Du trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chiều ngày 20 tháng 9, huyện Nghi Xuân đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của tổ chức cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5000. Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì hội nghị. Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch đô thị thương mại ven biển Nghi Xuân Lộc Hà đến năm 2040 do Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị làm tư vấn, tập đoàn T&T tài trợ kinh phí tư vấn. Theo thuyết trình của Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, khu vực ven biển Nghi Xuân Lộc Hà là một trong những vùng phát triển động lực của toàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là khu vực phía đông gắn với biển. Nơi đây sẽ phát triển trở thành khu vực du lịch, đô thị, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, hình thành đô thị mới, kết nối thuận tiện với các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Vinh. Phát triển vùng ven biển Nghi Xuân Lộc Hà là vùng du lịch, dịch vụ cấp vùng. Đơn vị tư vấn cũng đưa ra định hướng phát triển không gian ven biển theo 3 phân khu. Khu vực Cửa Hội 4.181 ha, khu vực Xuân Thành 4.502 ha, và khu vực Lộc Hà 2.802 ha. Định hướng không gian tại khu vực Cửa Hội sẽ hình thành khu đô thị, có các chức năng hỗn hợp với trung tâm đô thị tại Xuân Hội và Xuân Trường, hình thành khu vực đô thị cửa ngõ tại khu vực Xuân Hội gắn với tuyến đường ven biển, cầu Bến Thủy 3 kết nối với khu du lịch Cửa Lò và thành phố Vinh. Khu vực Xuân Thành sẽ phát triển đô thị Xuân Thành – Cương Gián, phát triển trung tâm du lịch biển Xuân Thành với các chức năng đa dạng, gôn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành, các địa phương và đại diện cộng đồng dân cư cơ bản đồng tình với ý tưởng phát triển khu vực du lịch đô thị thương mại ven biển Nghi Xuân Lộc Hà của đơn vị tư vấn. Theo các đại biểu, những định hướng phát triển mà đơn vị tư vấn đưa ra đã cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch của các địa phương. Các đại biểu cũng lưu ý đơn vị tư vấn cần khảo sát đánh giá kỹ hơn những ảnh hưởng của quy hoạch đối với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, rừng phòng hộ, nuôi trồng thủy sản để có sự phát triển hài hòa bền vững. Liên kết các vùng phải có nét đặc trưng văn hóa vùng miền. Quy hoạch phải đảm bảo thống nhất, các địa phương cần giữ quy hoạch, không thu hút đầu tư theo dạng manh mún, nhỏ lẻ. Phát triển các đô thị du lịch, thương mại phải gắn với các điểm du lịch văn hóa tâm linh trong vùng. Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà nêu rõ, đồ án quy hoạch cơ bản đã đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của địa phương. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần phân tích, đánh giá rõ hơn về tiềm năng, lợi thế của huyện Nghi Xuân, đặc biệt là việc kết nối của 3 vùng đô thị đối với các điểm du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn. Việc phát triển thêm các trục ngang đường giao thông, vấn đề cấp nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường như thế nào cũng cần làm rõ. Bí thư huyện ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các ban ngành, các địa phương cũng như đại diện cộng đồng dân cư để tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy hoạch liên quan, các định hướng phát triển của huyện, để có quy hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Chiều ngày 20 tháng 9, huyện Nghi Xuân tổ chức cuộc họp thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Xuân Trường, xã Xuân Hội và xã Cương Gián đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Tiến Hưng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Văn phòng Nông thôn mới huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 3 xã, phấn đấu đạt chuẩn năm 2018. Theo đó, 3 xã Cương Gián, Xuân Trường và Xuân Hội đã hoàn thành các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Trung ương, của tỉnh, với sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã và huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi, làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ và người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 3 xã đạt 20 trên 20 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Cuộc họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện và những lưu ý đối với các tiêu chí nông thôn mới của 3 xã. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ phiếu nhất trí đạt 100%. Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Trần Báo Hà, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của 3 xã. Đồng chí cũng lưu ý 3 xã và các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2018 này. Sáng ngày 21 tháng 9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Trọng Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Hội nghị đã triển khai một số nội dung quan trọng, gồm quán triệt nội dung thể lệ giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018-2020, gọi tắt là giải búa liềm vàng. Báo cáo nhanh kết quả buổi làm việc của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân. Quán triệt nội dung chỉ thị số 33 và công văn số 507 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã ra chỉ thị số 33 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ban hành công văn về việc phát động đợt thi đua cao điểm, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 240 năm ngày sinh uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ và các ngày lễ lớn của đất nước. Để cụ thể hóa theo tinh thần chỉ thị 33 và công văn 507 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Trần Trọng Hồng, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, yêu cầu các đại biểu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm từ nay đến cuối năm, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, tập trung cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung cho 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 và hoàn thiện các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo bà con nhân dân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư mẫu, nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đoàn công tác của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa có chuyến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Nghi Xuân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng cùng làm việc với đoàn. Đoàn đã đến tham quan trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Những con đường rộng rãi sạch sẽ, phủ bóng cây xanh của khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang và các mô hình du lịch homestay đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho các thành viên trong đoàn. Qua trao đổi, được nghe cách làm xây dựng nông thôn mới của thôn Phong Giang nói riêng và huyện Nghi Xuân nói chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn Lê Thanh Hải đánh giá cao cách làm sáng tạo của thôn Phong Giang trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí khẳng định những kinh nghiệm tại buổi làm việc là kinh nghiệm quý để các phòng ban và địa phương của huyện Đông Sơn áp dụng thực hiện trong thời gian tới, để hướng tới huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Huyện đoàn Nghi Xuân vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018. Đợt thi đua cao điểm được bắt đầu bằng lễ ra quân khá rầm rộ vào sáng ngày Chủ nhật 16 tháng 9 của tuổi trẻ cả huyện với gần 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Để đợt thi đua cao điểm đạt được kết quả cao, huyện đoàn đã có kế hoạch chi tiết với từng phần việc cụ thể cho các cấp cơ sở đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện. Nhiều hoạt động nổi bật trong ngày lễ ra quân như thành lập và ra mắt đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường của xã Cổ Đạm gắn với các hoạt động làm vệ sinh môi trường tại địa phương,
tiếp tục chỉnh trang, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường thanh niên xanh sạch đẹp và hỗ trợ 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, gồm Xuân Trường, Xuân Hội, Cương Gián, với sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện. Hướng tới kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, gần 100 bạn đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ tham gia dọn vệ sinh tại khuôn viên di tích lịch sử, văn hóa, đền thờ và mộ của cụ. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018, huyện đoàn đã phát động đoàn viên thanh niên toàn huyện ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử, văn hóa và các trục đường chính của thôn xóm. Thông qua đợt thi đua cao điểm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Nghi Xuân xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 này. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ tính từ tháng 6 năm 2018 đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể huyện Nghi Xuân đã huy động hàng ngàn ngày công giúp cho Xuân Hội xây dựng nông thôn mới. Trong đó phải kể đến vai trò của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hải đội 102 Cảnh sát biển, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân. Các cán bộ chiến sĩ, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với bà con nhân dân bắt tay vào chỉnh trang các khu vườn hộ, vườn mẫu, phá bỏ vườn tạp, săn lấp mặt bằng, vận chuyển đất đá, xi măng, bê tông, xây dựng các bồn hoa cây cảnh, trồng hàng rào xanh, xây dựng mương thoát nước, hoàn thiện các hạng mục, khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Sự giúp đỡ của cán bộ, công chức, đoàn viên, công đoàn, chiến sĩ, lực lượng vũ trang góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Hội. Trong những ngày này, 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lao động giúp nhân dân xã Cương Gián chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới. Tham gia cùng với các chiến sĩ cảnh sát biển có đội ngũ ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và gần 500 hội viên phụ nữ của xã Cương Gián. Trong thời gian một buổi, lực lượng tình nguyện cảnh sát biển và hội phụ nữ đã giúp nhân dân trên địa bàn Cương Gián làm vệ sinh môi trường, đổ lề các trục đường thôn xóm, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ cho các đối tượng thuộc diện già cả, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Hải đội 102 vùng Cảnh sát Biển 1 đóng quân tại xã Xuân Phổ đã cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ về hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân huyện Nghi Xuân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới. Hội Người mù huyện Nghi Xuân vừa tổ chức trao số tiền 30 triệu đồng của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, đợt 1, làm nhà tình nghĩa cho chị Hồ Thị Phượng ở thôn 7, xã Xuân Hồng. Chị Phượng sinh năm 1981, bị mù từ lúc 18 tháng tuổi, là một trong số 208 hội viên Hội Người mù huyện Nghi Xuân và là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Phượng, Hội Người mù huyện đã kết nối và nhận được suất hỗ trợ 50 triệu đồng, đợt 1 nhận 30 triệu đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh để làm ngôi nhà có diện tích hơn 30m² cho mẹ con chị Phượng. Sau khi ngôi nhà hoàn thành, chị Phượng sẽ nhận tiếp số tiền 20 triệu đồng. Được biết, trong năm nay, Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đảm nhận làm 50 ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, mỗi nhà 50 triệu đồng. Trong đó có 43 đối tượng, cựu chiến binh và 7 hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng hiện đã được chuyển về cho hai tổ chức Hội Cựu chiến binh và Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh để chuyển tận tay các đối tượng được hỗ trợ. Thưa quý vị, thưa các bạn, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, huyện Nghi Xuân đã phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện trong dịp Tết Trung thu 2018. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Quang. Từ ngày 18 tháng 9 đến nay, các đoàn liên ngành của huyện đã tập trung kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh bánh trung thu tại các điểm kinh doanh trên địa bàn 19 xã, thị trấn. Đồng thời xây dựng kế hoạch tập trung kiểm tra, thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Do làm tốt công tác quản lý thị trường nên các hộ kinh doanh đều nhập tới 70% mặt hàng trong nước sản xuất, 30% mặt hàng còn lại nhập ở nhiều nơi, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và đủ điều kiện kinh doanh.
Việc ưu tiên kinh doanh các mặt hàng trong nước sản xuất chính là hành động thiết thực của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện nhằm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý 114 trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh thương mại với hành vi vi phạm như bán hàng không niêm yết giá, kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng, không đủ trọng lượng, v.v. Từ đầu năm đến nay, 92 chủ hộ kinh doanh đã bị ngành chức năng của huyện kiểm tra xử phạt hành chính với số tiền hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng của huyện còn tiến hành tiêu hủy số hàng vi phạm pháp luật trong kinh doanh, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như bánh kẹo, nước ngọt trị giá 18,3 triệu đồng. Tết Trung Thu đang đến gần, ngoài việc vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm bánh Trung Thu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có ghi rõ địa chỉ, ngày sản xuất, hạn sử dụng và những thông tin cần thiết trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt, người tiêu dùng cần lưu ý khi đặt mua sản phẩm trực tuyến, các loại đồ chơi nguy hiểm có tính kích động bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không an toàn cho trẻ em. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở được huyện Nghi Xuân đặc biệt quan tâm. Chất lượng hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, tạo nên những chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng pháp luật của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa, huyện Nghi Xuân đã tổ chức thành công hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2018. Ngay sau lễ khai mạc, 18 tổ hòa giải đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã sôi nổi bước vào tranh tài 3 phần thi, gồm giới thiệu, lý thuyết và các tiểu phẩm hòa giải. Trước khi đến với hội thi cấp huyện, các đội đã trải qua cuộc thi tại cơ sở. Chính vì thế, ngay từ màn chào hỏi, các đội đã tạo được ấn tượng cho khán giả. Tuy thời gian quy định chỉ có 5 phút, nhưng mỗi đội, bên cạnh việc giới thiệu được những nét chính về địa phương mình và kết quả hòa giải tại đơn vị, đội hình dự thi còn thể hiện được đầy đủ nét đặc sắc, độc đáo mang bản sắc riêng của địa phương bằng trang phục, lời hát, lối dẫn dắt phù hợp. Qua cuộc thi thì em cũng như là các thành viên của đội mình đã tìm hiểu pháp luật và cũng như các cái tình huống liên quan để mà nắm vững được cái kiến thức. Để qua cuộc thi thì tuyên truyền cho các bà con hiểu về hòa giải viên cơ sở và cũng như là nâng cao cái tình làng nghĩa xóm để giải quyết những mâu thuẫn ngay tại thôn xóm luôn. Về với cuộc thi thì đến tinh thần học hỏi là chính, để rồi chúng tôi tiếp thu được những các cái điều khoản của pháp luật, xong để rồi trở về địa phương chúng tôi sẽ phổ biến cho nhân dân hiểu về cái pháp luật hiện hành hiện nay, để qua đó chúng tôi tổ chức hòa giải các cái sự việc vụ việc ở khu dân cư tốt hơn trong những thời gian tới đây. Trong phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, các thí sinh thể hiện sự am hiểu pháp luật qua việc trả lời xuất sắc 3 câu hỏi liên quan đến luật hòa giải cơ sở, luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ môi trường, luật khiếu nại tố cáo. Đối với phần xử lý tình huống, bằng sự kết hợp hài hòa giữa cái lý, cái tình, bằng sự hiểu biết về kiến thức pháp luật, cùng với sự khéo léo kinh nghiệm của hòa giải viên, các thí sinh đã giải quyết một cách thuyết phục các tình huống liên quan đến những tranh chấp, mâu thuẫn, đất đai, tài sản thừa kế, mâu thuẫn phát sinh trong gia đình. Ngoài ra, các đội còn xây dựng những tiểu phẩm với tình huống liên quan đến nhiều vấn nạn xã hội như bạo lực gia đình, đánh bạc, lô đề, xích mích trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, tạo được ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo và đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ. Tôi thấy rằng là đây là một cái hội thi hòa giải viên giỏi năm 2018 có rất nhiều cái ý nghĩa. Đó là một cái cuộc thi cho các xã, cho cái hòa giải viên giỏi để rồi tuyên truyền những cái chủ trương chính sách hoặc là tuyên truyền những cái vấn đề mà cái vướng mắc của các cái gia đình hoặc là những cái sự việc ở trong xã hội của xã.
mình để rồi mọi người dân người ta hiểu rõ thêm những cái thắc mắc đó và của trong gia đình hoặc là ngoài xã hội hoặc là những cái vấn đề mà hiện nay là giữa người dân và cán bộ có những cái gì chưa thông thì qua cuộc thi này để làm cho người dân hiểu rõ thêm cái pháp luật. Hấp dẫn và lôi cuốn người xem hơn cả là phần thi tiểu phẩm. Bởi đây không chỉ thể hiện được kiến thức, tài năng mà còn cho thấy tinh thần đồng đội, sự đầu tư luyện tập công phu. Những mâu thuẫn, khúc mắc xảy ra trong đời sống thường ngày được sân khấu hóa bằng những vở kịch, những tiểu phẩm có nội dung giản dị, gần gũi với cuộc sống, hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo. Các hòa giải viên đã vận dụng sự hiểu biết pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, vốn sống thực tế, đồng thời thể hiện tài năng thông qua các làn điệu dân ca ví dặm mượt mà sâu lắng, để lại trong lòng người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ lập luận chặt chẽ, khúc chiết, mạch lạc, các thí sinh còn dùng phương pháp phân tích, thuyết phục trên cơ sở quy định của pháp luật, phong tục, truyền thống địa phương. Cách giải quyết vấn đề trong các tiểu phẩm khá linh hoạt, chủ yếu bằng phương diện tình cảm, trên cơ sở kết hợp lý lẽ, được các bên liên quan chấp thuận. Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho hội thi là sự quan tâm, chỉ đạo từ cấp ủy chính quyền các địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia hội thi. Chúng tôi cũng rất quan tâm với công tác hòa giải ở cơ sở để đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó thì chúng tôi cũng rất là đầu tư vừa về thời gian, vừa trí tuệ và cũng như là công sức. Từ đó thì chúng tôi giao trách nhiệm cho là các đồng chí hòa giải viên ở các cơ sở, các thôn xóm thường xuyên tranh thủ về luyện tập và dành cái thời gian phù hợp ngoài cái việc sản xuất rồi xây dựng nông thôn mới ra thì dành thời gian phù hợp để tập trung ôn luyện rồi học tập các tiết mục để tham gia hội thi được các cái tốt. Bên cạnh đó thì chính quyền địa phương cũng quan tâm về phần ngân sách, đồng viên rồi để biên tập tài liệu rồi làm các cái việc như trang tức là trang phục cho diễn viên để tham gia hội thi đạt kết quả. Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2018 là dịp để các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hòa giải, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa pháp lý, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng thực hành, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật, củng cố tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở. Tất cả các xã thị trấn đều có cái sự chuẩn bị đầu tư rất là công phu, kể cả từ cái màn chào hỏi đến cái phần thi kiến thức và cái phần thi tiểu phẩm, thể hiện cái sự gian dựng và tập luyện cũng như cái hiểu biết của các hòa giải viên rất là tốt. Và chúng tôi thấy rằng là thông qua hội thi lần này lần lượt khẳng định cái vai trò của công tác hòa giải cơ sở là hết sức quan trọng và cũng là dịp để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cũng như trao đổi học hỏi nâng cao cái trình độ kiến thức và cái kỹ năng của những người làm công tác hòa giải cơ sở. Và hy vọng sau hội thi lần này thì công tác hòa giải cơ sở lại có một cái sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho tổ hòa giải xã Xuân Giang, hai giải nhì cho hai xã Xuân Yên và Xuân Hải, ba giải ba cho xã Tiên Điền, thị trấn Xuân An và thị trấn Nghi Xuân. Hội thi đã thực sự đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về con người và tình người trong việc hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, xây đắp tình làng nghĩa xóm bền chặt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định đời sống chính trị xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Nghi Xuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin thân ái, chào tạm biệt.